Xin chào các khán giả thân yêu của Tí. Một ngày vừa qua của các bạn thế nào? Chia sẻ tâm trạng tương ứng của mình bằng biểu tượng icon ở dưới comment nhé. Cảm ơn các bạn đã like và chia sẻ video giúp Ad ạ. Và nếu có gì đặc biệt muốn chia sẻ thì đừng ngại mở lòng nha các bạn. Ad luôn sẵn sàng mong được lắng nghe các bạn, giống như các bạn luôn dành sự yêu thương và ủng hộ cho video của Ad vậy đó. Ngày hôm nay, Ad có một tin vui muốn chia sẻ cùng các bạn. Đó là thời gian gần đây, hàng hóa của Việt Nam đang trở thành điểm hút được người tiêu dùng cực kỳ ưa chuộng tại thị trường Nhật Bản, đặc biệt là mặt hàng nông sản các bạn ạ. Đặc biệt là, thời gian gần đây, Nhật Bản luôn giữ vị trí là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ ba của Việt Nam, chỉ xếp sau Trung Quốc và Mỹ thôi đó các bạn. Toàn là thị trường lớn thôi các bạn ạ. Tự hào ghê chưa? Việt Nam chúng ta có rất nhiều nông sản là đặc sản vùng miền, như các loại trái cây nhiệt đới tươi, ngon hơn hẳn các nước khác. Ngoài cà phê đang tự tin chiếm lĩnh thị trường Nhật Bản, nhất là các chuỗi siêu thị tiện lợi, với nét đặc trưng thơm, đậm mà không có cà phê nước nào sánh được. Còn rất nhiều loại trái cây đặc trưng của khí hậu Việt Nam như cam, chuối, bưởi, vải, nhãn, dứa, chôm chôm, măng cụt, là các loại trái cây mà các bạn Nhật rất thích thưởng thức và đang mong chờ có mặt ở các kệ hàng Nhật Bản. Điển hình như các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Việt Nam tại triển lãm quốc tế thực phẩm và đồ uống khu vực Kansai, Forest Japan in Kansai 2022, ngày 27 tháng 7 vừa qua đã thu hút được sự chú ý đông đảo của người tiêu dùng và các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam như hoa quả, đồ uống, nguyên liệu và thực phẩm đã được quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng, các doanh nghiệp tại Nhật Bản và đều được đón nhận rất tích cực. Ông Tetsuji Shizo, trưởng phòng thúc đẩy dịch vụ và công nghiệp tỉnh Wakayama chia sẻ: "Tôi đã có cơ hội nhiều lần đến Việt Nam và rất thích ẩm thực của Việt Nam. Các mặt hàng thực phẩm trưng bày tại triển lãm hôm nay đều rất ngon. Những năm gần đây, nhiều người trẻ ở Nhật Bản có hứng thú đối với món ăn và đất nước Việt Nam. Do đó, các loại nguyên liệu, thực phẩm của Việt Nam đang dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản và ngày càng dễ dàng mua sắm những sản phẩm này. Các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối hàng hóa Việt Nam tại Nhật Bản cũng rất hứng khởi khi mang sản phẩm đến giới thiệu tại triển lãm, với kỳ vọng quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường." Chị Natalia Emura, đại diện công ty Mundia Food, đơn vị nhập khẩu và phân phối hàng hóa của Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, hàng hóa của Việt Nam được nhiều người Nhật Bản yêu thích, do đó, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu từ các sản phẩm của Việt Nam vẫn đảm bảo. Để có thể nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản, hàng hóa của Việt Nam đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đề ra. Chúng tôi đã sử dụng nhãn mác bằng tiếng Nhật cho các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam và điều này giúp người tiêu dùng Nhật Bản có thể dễ dàng tìm hiểu và mua chúng. Trong khi đó, ông Tetsuji Haruta, đại diện công ty Gonkatsu cho biết, hạt điều của Việt Nam rất ngon và khách hàng rất thích thú khi được thưởng thức sản phẩm này của Việt Nam. Công ty cũng có kế hoạch quảng bá rộng rãi hơn các sản phẩm của Việt Nam đến người tiêu dùng Nhật Bản, cũng như du khách nước ngoài tại các cửa hàng và các điểm du lịch trong khu vực. Các bạn có thấy rằng đây đều là những dấu hiệu vô cùng tích cực cho nông sản Việt Nam của chúng ta không? Không chỉ được đón nhận và quan tâm, mà một số mặt hàng nông sản của chúng ta đã được phân phối và ghi nhận doanh thu tích cực tại thị trường Nhật Bản. Hơn nữa, Foodette Japan vốn là triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm và đồ uống uy tín và lớn nhất Nhật Bản, được định kỳ tổ chức tại Tokyo và Osaka. Nên việc nông sản Việt Nam được xuất hiện ở đây là cơ hội cực lớn để chiếm trọn niềm tin với sự quan tâm tiêu dùng của thị trường Nhật, đồng thời có nhiều cơ hội để gia tăng xuất khẩu sang thị trường này. Có một điều có thể là các bạn chưa biết, Nhật Bản là thị trường nổi tiếng về độ khắt khe đối với các tiêu chuẩn về chất lượng, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về kiểm dịch thực vật, hay dư lượng hóa chất nông nghiệp được quy định theo chuẩn an toàn. Khó như vậy, nhưng đã có nhiều mặt hàng nông sản của chúng ta vượt qua để đến với thị trường thì chứng tỏ nông sản Việt Nam ngày càng có chất lượng đảm bảo quy chuẩn rồi các bạn nhí. Lấy ví dụ vừa đây thôi, để quả vải tươi của Việt Nam có mặt trên các kệ tại các siêu thị trên khắp Nhật Bản, các cơ quan chức năng hai bên đã phải trải qua quá trình đàm phán nỗ lực hơn 5 năm để Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản có thể chính thức thông báo mở cửa cho quả vải Việt Nam được xuất khẩu trực tiếp sang Nhật.
nhưng kèm theo là một loạt yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật, như vải phải được trồng tại các vườn được Cục Bảo vệ Thực vật kiểm tra, giám sát và cấp mã số vùng trồng, đáp ứng quy định về kiểm dịch thực vật an toàn thực phẩm của Nhật Bản, hay các lô vải xuất khẩu phải được đóng gói và xử lý xông hơi khử trùng đúng quy cách, dưới sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật hai bên và phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được cấp bởi Cục Bảo vệ Thực vật. Nhật Bản đã cấp phép nhập khẩu cho một số loại hoa quả tươi của Việt Nam như chuối, xoài, thanh long, vải thiều và dừa. Trong số này, quả vải thiều đã bắt đầu xâm nhập vào thị trường Nhật Bản vào tháng 6 năm 2020 và ngay lập tức được người tiêu dùng Nhật Bản và người Việt Nam sinh sống tại đây đón nhận rất nồng nhiệt. Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, chỉ riêng trong năm 2021, có tới hơn 400 tấn vải thiều của Việt Nam đã được tiêu thụ ở thị trường này. Wow! Đây quả là một con số không hề nhỏ so với bước khởi đầu này các bạn nhé! Và cũng chính nhờ những công sức đó, ở lễ hội Việt Nam ở Nhật Bản diễn ra ở thủ đô Tokyo vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6 vừa qua, nhiều người Nhật Bản đã thưởng thức vải thiều và các loại hoa quả khác của Việt Nam. Họ đánh giá rất cao hương vị và chất lượng của các loại hoa quả này. Bà Miyasaka Maiko, Hội trưởng Hội cựu sinh viên Rotary đã chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức quả vải thiều của Việt Nam. Nó rất mọng nước và ngon. So với các loại vải khác ở Nhật Bản, tôi thấy quả vải của Việt Nam rất ngon." Hay chị Keiko, một khách tham quan, cho biết: "Nhật Bản không có vải thiều. Gần đây tôi mới thưởng thức quả vải của Việt Nam. Tôi thấy vải thiều của Việt Nam rất ngon." Ây da, vải thiều ở Việt Nam còn hot hòn hoạt chứ nói gì với người nước ngoài. Mình ăn mãi còn chưa chán thì những người ít được ăn với chưa ăn bao giờ có nhận định thế là chuẩn cơm mẹ nấu rồi anh em ha. Đúng thì đừng tiếc ép xin một like vào chiếc video xinh xẻo này nhé các bạn. Và đặc biệt vui mừng hơn nữa là sau thành công của một số hoa quả tươi Việt Nam ở thị trường Nhật Bản, chính phủ Nhật dự kiến sẽ tiếp tục cấp phép nhập khẩu cho quả nhãn của Việt Nam trong năm nay. Và Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tổ chức các chương trình để giới thiệu trái nhãn tươi tới đông đảo người tiêu dùng Nhật Bản, cũng như người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, để mọi người biết đến nhiều hơn những nông sản Việt Nam và trái cây Việt Nam. Được biết, Tuần hàng Việt Nam tại Aeon là sự kiện thường niên do công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon phối hợp với Bộ Công Thương và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức năm 2015 với mục tiêu nâng tổng doanh thu bán các sản phẩm Việt Nam trong hệ thống Aeon ở Nhật Bản lên 1 tỷ USD vào năm 2025. Đặc biệt là, trong 3 ngày diễn ra sự kiện, Aeon đã trưng bày các nông sản và hàng hóa Việt Nam ở khoảng 350 cửa hàng, siêu thị của tập đoàn trên toàn Nhật Bản và trên hệ thống website. Điều này đồng nghĩa với việc hàng Việt Nam đã và đang xuất hiện khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản và trên cả thế giới. Ông Soichi Okazaki, Ủy viên Ban điều hành Aeon phụ trách khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN nói: "Năm ngoái, chúng tôi chỉ nhập khẩu 5 tấn vải thiều tươi của Việt Nam và chỉ bán ở các siêu thị lớn. Năm nay, chúng tôi nhập khẩu tới 22 tấn vải thiều và triển khai bán trong tất cả các siêu thị của Aeon trên toàn Nhật Bản." Bản thân ông Okazaki cũng đánh giá quả vải thiều của Việt Nam rất thơm và ngon. Ngoài vải, chuối và nhiều loại hoa quả khác của Việt Nam cũng rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Nhật Bản. Thông qua sự kiện này, nhiều loại sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Nhật Bản đã được Aeon nhập khẩu và đưa vào tiêu thụ tại hàng trăm siêu thị của tập đoàn trên toàn Nhật Bản. Hiện nay, hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác với Aeon để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Nhật Bản. Đây là một cơ hội cũng như thách thức lớn với Việt Nam. Bởi lẽ, thâm nhập thị trường thành công đã khó, nhưng giữ được thị trường bền vững và phát triển còn khó hơn. Chỉ cần một khâu trong chu trình sản xuất, xuất khẩu bị trục trặc sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến chất lượng hàng nông sản, tác động đến nỗ lực phát triển thị trường của biết bao con người, và người bị tác động dội lại, ảnh hưởng trước hết sẽ là người nông dân, sau đó là hình ảnh của cả một quốc gia. Vậy nên chắc chắn những người nông dân và doanh nghiệp của ta đều đã hiểu tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất khẩu.
đặc biệt là xuất khẩu vào thị trường khó tính và loại bậc nhất như Nhật Bản, để từ đó nỗ lực cũng như giữ gìn thương hiệu uy tín của hàng Việt Nam chất lượng cao, không chỉ ở Nhật mà trên toàn thế giới. Hy vọng rằng thành công của các loại nông sản trước sẽ mở đường cho các loại nông sản khác nữa mang tên Việt Nam trên kệ hàng các nước, để thổi hồn cho niềm tự hào thương hiệu Việt Nam các bạn nhỉ. Tiện đây có nhà bạn nào gần vựa trái cây thì nhớ tranh thủ mà ăn đi nhé. Kẻo mấy nữa hoa quả Việt Nam được thế giới nhận ra là siêu phẩm rồi thì có khi lại chả được ăn thả phanh thế này nữa đâu anh em ạ. À. Cũng đừng quên like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ ép tí nha các bạn. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.